Phân tích phí tư vấn việc làm và quy định liên quan. Câu hỏi về phí tư vấn việc làm được đặt ra bởi chị Nguyễn Thị Trâm, độc giả báo Thanh Niên, đã thu hút sự chú ý. Luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp giải đáp. Dịch vụ việc làm bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động. Có hai loại tổ chức dịch vụ việc làm: trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức chính trị xã hội thành lập. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm từ cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh. Phí tư vấn của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm không quá 10.000 đồng cho người lao động và không quá 20.000 đồng cho người sử dụng lao động. Luật sư Trương Văn Tuấn nhấn mạnh rằng, phí tư vấn giới thiệu việc làm là khoản phí mà người lao động hoặc người sử dụng lao động phải trả cho tổ chức dịch vụ việc làm. Theo Luật phí và lệ phí năm 2015, phí là khoản tiền phải trả nhằm bù đắp chi phí và phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công. Luật Việc làm năm 2013 cũng quy định về hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và tìm việc ngày càng cao, quy định về phí tư vấn việc làm đóng một vai trò quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của cả người lao động và người sử dụng lao động.